Ok, thì bây giờ Huy sẽ hướng dẫn anh chị em đấy, cách để mà xóa đi cái người ở trong vật thể. Thì có mấy cách như sau. Cách thứ nhất là dùng thằng run way ML. Đấy. Run way ML nha. .com. Đấy, Huy gửi vào trong nhóm nha. Cách thứ nhất dùng run way ML.com. Rồi, mình login vào. Cách thứ hai là dùng Canva. Chưa? Login with Google này. Rồi. Rồi. Hình như là thằng này nó hết cái ấy rồi. Thằng này nó hết cái đây. Mình nhấn vào phần Erase and Replace. Đó, chúng ta nhấn upload cái hình ảnh lên. Nhưng mà cái hình ảnh đấy nó hơi bé nha, nó hơi bé. Thì trước khi mà mình đưa vào ấy, mình hãy trước khi mình đưa vào ấy là mình hãy nó gọi là upscale lên, delete. Rồi. Sao không được upscale lên trước nha. Đây, chúng ta nhấn vào đây đó, xong đó là chúng ta chọn cái download xuống đâu rồi, lưu về này. Download này. Rồi. Sau đó là chúng ta sẽ nhấn vào đây này. Nhấn vào phần download này. Đấy. Đầu tiên là chúng ta upscale lên đã. Đấy. Để cho nó nét chứ nó mờ quá thì mình làm gì nó cũng khó. Rồi, xong. Đấy, đã upscale xong rồi. Rồi xong chúng ta download xuống này nhé. Đấy, download này. Ok nha. Rồi sau đó chúng ta vào đây, chúng ta chọn cái thằng đã download đã upscale này. Rồi Canva tương tự như vậy, chúng ta cũng kéo thằng này vào trong Canva. Đây. Đây nha. Thằng này mình muốn xóa cái nhân vật này nha. Mình bôi cái thằng này đi. Được chưa? Mình ghi là remove. Được chưa? Nhấn generate. User InDesign. Trong Canva tương tự như vậy. Được nha. Anh chị em nhìn thằng này này. Nó nhấp nháy này. Nhấp nháy chưa? Đấy. Sau một hồi nó sẽ dạ, nó sẽ tự xóa mất đấy, em nhìn thấy không, nó đã xóa rồi này, thấy chưa đấy. Và mình dạ, mình chấp nhận cái phương án này, sau đó mình dạ download nó về, ok không? Đó, như vậy là
cái ảnh của mình đã gì ạ? Đã xóa người một cách rất là mượt đúng không? Ok không? Mọi người thấy không ạ? Nhé. Cách thứ hai là sử dụng Canva này. Đấy, thì chúng ta cũng có phần edit photo này. Chúng ta có phần magic edit này. Được chưa? Chúng ta cũng bôi đen vào đây. Được chưa? Đấy, sau chúng ta nhấn continue. Chúng ta comment là remove. Chúng ta gì ạ? Generate. Rồi, chúng ta đã remove thành công. Đấy, tuy nhiên thì thằng này nó remove nó lại cho một cái linh tinh vào cho mình generate lại. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm một cái phần nữa. Nó là thằng Photoshop Beta. Cái thằng này thì mình phải cài vào máy nhưng nó xóa cực đỉnh luôn. Đây anh chị em thấy không ạ? Nó xóa như thế này là cũng tương đối thôi đúng không ạ? Đấy. Nó xóa này cũng được nhưng mà tương đối, nói chung là chấp nhận được. Đúng không ạ? Ok không ạ? Sau đó thì mình gì ạ? Download xuống. Nhá. Đó, download xuống đây. Ok không ạ? Rồi. Cách tiếp theo đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta đấy, sử dụng thằng này. Đấy. Rồi. Đấy nha. Thì chúng ta cũng nhấn vào đây. Chúng ta khoanh cái thằng này vào. Được chưa ạ? Chúng ta nhấn vào generative fill này. Chúng ta gì ạ? Không điền cái gì cả, chúng ta nhấn là generate này. Được chưa? Đấy, chị em sẽ nhìn thấy là gì ạ? Nó xóa vật thì gọi là cứ gọi là cực đỉnh luôn. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Nó xóa rồi thế này. Đúng không ạ? Đấy, nó còn cho mình mấy phương án này. Mà phương án nào của nó cũng rất là đỉnh luôn. Đấy. Photoshop này là phải cài cài trên máy rồi đúng không Đúng rồi, phải cài trên máy. Này, nhìn thấy nó xóa đỉnh chưa? Đấy. Đó. Rồi, thằng này nó có một cái hay nữa này. Anh chị em nhìn nhá. Bây giờ cái ảnh này của mình nó đang hơi, nó gọi là hơi bé nhá. Bây giờ Huy sẽ mở rộng cái bức ảnh này cho anh chị em nhá. Đấy, Huy cũng chọn hai cái viền này, xong cũng để trống này, Huy nhấn generate này. Đấy, tức là mình mở rộng cái bức ảnh này ra để làm gì ạ? Để có thêm những cái cảnh khác, thêm những cái chi tiết khác của cái ảnh này. Đấy, khi mà mình đưa vào ấy, mình có thể là gì ạ? Đưa cái góc này một tí, đưa góc kia một tí, tự nhiên nó thành là gì ạ? Là những cái bối cảnh nó khác nhau. Nào anh chị em nhìn thấy không ạ? Ngon không? Từ cái bức ảnh nó vuông nó sang bức ảnh rộng này mà rất là mượt luôn. Đúng không ạ? Gần như là mình không phát hiện được đây là cái bức ảnh gọi là đã ghép thêm. cái Có phải bản bản crack hay là bản quyền ấy thầy, cái Photoshop đấy ạ? bản này là bản miễn phí, bản beta miễn phí, không cần phải crack. Thế Nó cho thầy link vào cho nhóm được không ạ? Em đang muốn cài cái phần mềm này. Để mà dùng thằng này ấy, thì tốt nhất là mình nên nên mua, nhưng mà với cái bản này nó là bản miễn phí thì mình lên trên trên mạng này mình search này Photoshop đấy, beta Vâng. Photoshop beta đấy thì nó có phần download này đấy đấy thì nó có phần download này đấy. Cái bản này nó sẽ cho miễn phí được 7 ngày. Đấy, được 7 ngày. Download. Đấy, download đây này. Continue. Mình download cái thằng này này. Nên dùng cái thằng này nha, thằng Creative Cloud này. Đấy.
Download thằng này về, thằng này thì nó bao gồm tất cả những cái phần mềm của gì ạ, của Adobe đấy, và chúng ta chỉ cần download thằng này về thôi, sau đó là chúng ta muốn cái nào thì chúng ta cài cái thằng đấy nhá. À, đây ví dụ như này, sau khi Huy download về xong nhé thì giao diện nó như thế này đó, và cái nào mà mình đã cài đặt rồi ấy, thì nó đã ghi chữ open ở đây. Vâng. Còn nếu mà mình chưa cài đặt ấy, thì nó gì ạ, nó để ra cho mình install. Đấy, thì rất nhiều những cái phần mềm của cái nhà Adobe này thì nó đều dùng rất là ok, rất là tốt nhé. Sau 7 ngày đấy nó tự động gia hạn trả phí cho mình hay như nào Đúng rồi, sau 7 ngày thì nó tự động gia hạn trả phí là 10 đô một tháng đấy. Và để mà dùng tất cả các phần mềm này, dùng tất cả các phần mềm này đấy, thì Huy mua là 56 đô một tháng, 56 đô một tháng, khoảng hơn triệu một tháng, triệu mấy, triệu rưỡi gì đó một tháng đó. Thì anh chị em nào mà muốn dùng tất cả các phần mềm này, đặc biệt là ở trong này Huy hay dùng đấy, là Photoshop là một này, cái thứ hai là Animate này, Character Animation này, đây là cái phần mềm giúp để mà làm hoạt họa ấy. Thì hôm hôm qua hôm kia gì có cái phần lớp học về video video AI ấy, thì thằng này ấy, đó thằng AI giúp chúng ta làm hoạt hình rất là ok đó, cho nên là Huy khuyến khích mọi người sử dụng thằng Character Animator với cả Animate này đấy, cộng với cả Photoshop này đấy. Còn ngoài ra thì còn nhiều phần mềm khác nữa, và để mua tất cả các phần mềm này thì nó rơi vào khoảng độ 1,5 triệu một tháng, và một năm nó rơi vào khoảng độ hơn 10 triệu gì đó, à, mười mấy triệu đấy, 18 triệu gì đó đấy. Tuy nhiên thì Huy mua với cái giá ưu đãi hơn, cho nên là Huy cũng sẽ có một cái gọi là dùng chung, anh em có thể dùng chung với giá là khoảng 300.000 một tháng. Đấy. Nếu mà ai dùng thì cứ đóng 300.000 một tháng thì Huy chuyển cái tài khoản để anh em dùng chung. Bởi vì thực tế là những cái tài liệu của mình thì nó cũng không có gì để mà ấy cả nhé. 300.000 là dùng tất cả Dùng tất cả luôn. ạ. Đấy, bao gồm cả cái thằng Photoshop gọi là AI đỉnh cao này, rồi After Effects này, InDesign này, nhiều lắm, Lightroom này, rất là Vâng. nhiều luôn. Đấy. Ok không ạ? Đấy, thì riêng cái này thôi, rất là kinh rồi. Rồi, sau đó thì chúng ta gì ạ? Chúng ta export nó ra. Là save nó vào. Save as. Đấy, chúng ta save as sang cái chuẩn là export ra. Chúng ta export sang PNG này. Đấy, chúng ta xếp vào đây. Đó. Đấy, thì ở đây chúng ta đã có cái file này. Rất mượt mượt luôn. Anh em thấy không ạ? Cực kỳ mượt. Đó. Rồi, mình sẽ gửi cái file này vào trong nhóm cho mọi người. Rồi, thấy chưa? Mình thấy hay không? Rồi. À, tiếp tục có ai có gặp vấn đề gì không, có vướng gì nữa không, cần hỏi không? Em cái phần mà để mình lấy cái chất lượng ảnh lên ấy, thấy hôm trước em xem tài liệu mà các bạn ở bên lớp học gửi thì Đó. có Alo. về, Ừ. nhưng mà em tải về thì em lại không 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 thực hiện được Ừ. để nâng cao cái chất lượng ảnh nhá. Nâng cao chất lượng ảnh ấy thì có cái phần mềm đấy, Huy có cái phần mềm để tải về để mà dùng ấy, thì cái phần mềm đó ấy, khi mà mình dùng với số lượng nhiều ấy thì nó rất là ok. Tức là Huy có lúc mà Huy dùng đến 300 ảnh upscale ấy, upscale 300 ảnh. Đấy, xong rồi cho nó chạy cả đêm luôn. Đó. Thì tuy nhiên thì cái cách đấy thì một số người có vẻ là khó khăn, hơi khó khăn một chút. Đó, nó phải cài đặt nó hơi khó khăn một chút. Thì Huy hướng dẫn mọi người dùng cái thằng này. File ảnh gì ở thầy? Ví dụ như là em cho ảnh vào thì là nó không nhận file, nó không đọc file ấy ạ. Tua là JPG nhưng nó không đọc. Có một số trường hợp như này, nó bị lỗi cái cạc màn hình, tức là gì ạ? Nó không tương thích với cái cạc màn hình của mình. Đó, cái cạc màn hình nó không tương thích, mình đọc cái lỗi nó ghi rõ đó là gì ạ? Cạc màn hình không tương thích. Và với những cái máy mà cạc màn hình nó không đủ mạnh ấy, thì nó không dùng được cái phần mềm đó. Bởi vì phần mềm đó nó phải dùng cạc màn hình của trong máy của mình. Đấy, cho Rồi nên thầy ắt là kêu là online đúng không ạ? thì bây giờ để Huy nói là bây giờ anh chị em dùng cái phần mềm này
Đây. Đấy. Đây là một cái phần mềm mã nguồn mở ở trên GitHub. Đấy, ở trên GitHub. Và chúng ta dùng miễn phí nhá, chúng ta được dùng miễn phí. Huy thì dùng miễn phí rất là nhiều rồi mà chưa thấy nó thu phí, mà cũng chưa thấy có một cái dấu hiệu gì của việc thu phí. Cho nên anh chị em cứ dùng thoải mái nhá. Và tốc độ thì cực nhanh. Vâng. Dùng cái thằng phần mềm kia ấy, thì tốc độ nó chậm như rùa ấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì mình phải dùng cái GPU của mình. Còn ở đây thì nó lại dùng GPU của nó. Vâng. Đấy, đúng không ạ? Cho nên là mình dùng cái thằng này online. Đấy, để Huy gửi cái phần mềm, cái link này cho anh chị em. Nha. Cảm ơn thầy ạ. Dùng này cực nhanh mà cực xịn, cực đỉnh luôn. Kể cả là gì ạ? Mình muốn X2 cũng được, muốn X3 cũng được, X4 được, X5 cũng được, X10 cũng được, X10 cũng được. Đấy. Mình có thể là X10 cũng được. Scale 10 là cũng được. Đấy, mà thậm chí là còn chẳng cần phải đăng nhập. Rất là dễ luôn, sử dụng được ngay. Đấy. Upscale nha. Được chưa? Rồi, gì nữa không? Thì khi mà chúng ta ghép tranh vào ấy, những cái phần mềm, những cái ảnh mà chúng ta nó bị mờ, nó bị vỡ, nó không được đẹp, nó bị xấu á, thì chúng ta dùng cái phần mềm upscale này, chúng ta upscale lên. Ok không ạ? Ok chưa? Rồi. Có ai có câu hỏi gì nữa không? Hello. Ai có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Alo, Ừ. alo thầy, thầy cho em hỏi là chiều nay em có hỏi thầy cái trường hợp là cái em lấy từ ảnh gốc em ra em tạo một ảnh khác và để lấy cái cảm xúc hay là cái tư thế nó khác ấy thì nó lại không nhận video đi, nó không nhận mà nó vẫn giữ nguyên cái tư thế như vậy. Em có thử thao tác rồi nhưng mà không được. Em đã thử lấy cái khuôn mặt chưa? Thử cắt ra nhận nhưng mà nó lại báo cái trường hợp khác. Giờ này lại chụp ảnh gửi không? Lại xem màn hình nha, xem này. Đây, thầy đợi em xem. Đồng thời là em gửi cái ảnh đó này cộng với cả câu lệnh này vào trong nhóm, là anh thao tác trực tiếp cho nó xem. Em Có rồi, đây là cái ấy đúng không? là cái ảnh gốc ở trên mà Con chó nó stand thì nó standing, thì con chó nó đứng, nó chỉ đứng như này là đứng rồi. Nó không nằm đây, có phải là đứng thế đâu. Đây là em đứng rồi. chuyển thành đứng hoặc là em chuyển thành thành chạy thành đi nó vẫn giữ nguyên cái trường hợp ngồi ngồi cả mà Đâu cái câu lệnh em bảo nó chạy đâu? em dưới là có standing này, có hopping này. Rồi, Rồi. bây giờ nhảy nha, em gửi cho anh cái hình cái con chó nhá. Gửi cái hình cái con chó. Gửi hình thôi ạ. Gửi cái hình ấy. Vâng. Gửi hình con chó cộng với cả cái gì ạ? Cái câu lệnh. Dạ. Gửi hình con chó với cả câu lệnh. Vâng. Rồi. Đây ạ, có lệnh ở dưới đây. Rồi, ok. Rồi nha. Thì chúng ta sẽ làm một bước như sau.
Vâng, thầy xem màn hình giúp. Đó là chúng ta sẽ đưa nó vào Canva. Trước khi đưa Canva thì chúng ta upscale nó lên cho đẹp nhá. Rồi, đưa nó vào Canva này. Đấy. Xong đó là gì ạ? Là chúng ta chỉ lấy mỗi cái đầu con chó thôi. Đấy. Được chưa? Rồi, sau đó là chúng ta download về. Rồi. Ok nha. Xếp vào. Rồi. Bây giờ chúng ta đưa vào trong câu lệnh của mình. Đấy. À quên. Đưa cái ảnh này vào trước, nhấn tải lên này, tải tệp lên này. Được chưa? Chọn hình con chó này, nhấn enter này. Được chưa? Sau đó mình dùng cái gì ạ? Lệnh image này, kéo cái hình này xuống dưới này. Được chưa? Cách ra một cái này. Copy cái câu lệnh mà chúng ta đã làm này. Rồi, dán vào đây này. Được chưa? À, để là white background đúng không? Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta ở đây ấy, là chúng ta muốn nó chạy đúng không? Vâng. Đây. Size puppy, bỏ chữ này đi. Size tức là nó xấu hổ đúng không? Đấy, mình để là gì ạ? Running. Được chưa? Ok. Rồi, nhấn enter. Trước khi ấy là chúng ta copy câu lệnh này nào đã. Copy câu lệnh vào nào. Ok. Thầy đang thao tác đúng không ạ? Thầy xem màn hình đúng không? À, chưa xem cái đoạn này. Chưa. Đấy. Đây. Rồi. Tức là mình kéo, à vâng, kéo. Tức là mình up cái ảnh lên nhé. Up ảnh lên, vâng. Xong rồi mình kéo cái ảnh nó vào nhé. Đấy, xong rồi mình dạ, mình đưa vào cái câu lệnh, đúng cái câu lệnh mà tạo ra hình cái cô con chó này nhé. Đấy, kéo ảnh xuống. Đúng rồi. Sau đó thì mình cho thêm cái từ running vào đây thôi. Rồi, có một cái mẹo nữa mà nó sẽ giúp chúng ta làm nó chuẩn hơn. Đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta đưa vào đấy là cái gọi là trọng số. Đấy, mình dùng hai cái dấu hai chấm này, xong mình cho số 2 vào. Đấy, thì cái running này nó sẽ mang trọng số 2. Yeah, cái running này nó sẽ mang trọng số 2. Tức là gì ạ? Nó sẽ phải làm cho con chó này nó chạy. Bởi vì cái từ khóa running này nó quan trọng hơn, nó quan trọng gấp đôi so với các từ khóa khác. Đấy, tức là mình thêm cái này nó là thêm trọng số của gì ạ? Của từ khóa hay trọng số câu lệnh. Mình để như này ấy, là tất cả những cái từ ở phía trước này, phía trước của cái cả toàn bộ cái chỗ này thì nó sẽ là gì ạ? Nó mang cái trọng số là số 2. Cho nên để ngắt cái này ra thì Huy để cái trọng số ở đây là số 1. Đó. Còn ở phía sau này không nói gì thì nó là số 1 rồi. Được chưa? Đó. Tức là khi mà mình vẽ thì có những lúc mà mình đưa những cái từ khóa vào mà mãi mà nó không làm theo cái ý của mình ấy, thì mình dùng cái mẹo này. Mình dùng cái mẹo này để làm gì ạ? Để mà gọi là bắt nó phải nhớ đến cái từ khóa của mình. Tức là trong cái câu lệnh của mình 2.2.2 tức là nó ưu tiên cái là cao nhất đúng không thầy? Đúng rồi, 2.2.2 thì ưu tiên cái câu lệnh, cái từ khóa running ấy nó là gấp đôi. Em đang thử thao tác mà cũng chưa ra ảnh.
chậm thế nhỉ? Của em cũng bị đơ, tự dưng không thể loát chút nào. À, đấy, quên mất mình không đưa vào cái lệnh là full body, cho nên là nó chỉ ra mỗi cái khuôn mặt thôi. Nó bị ấy rồi. Đấy. Nó mình phải đưa vào câu lệnh là full body ra. Đây. Full body. Đấy. Character. Full body. Đây. Đấy, thì là nó đang chạy này, thấy không? Vâng, đúng ạ. Đúng không? Nhưng mà vì là mình không để full body cho nên là nó chỉ có ra được cái mặt thôi. Đấy. Ít nhất thì mình cũng thấy rằng nó cái tư thế nó thay đổi rồi, cái cảm xúc nó cũng thay đổi rồi. Đúng không? Vâng, cảm ơn thầy. Ừ. Rồi. Không sao, cái này mình cũng quên, mình chưa để full body. Đấy, mình phải để là full body nhá, full body hoặc là whole body thì nó sẽ thay đổi. Vâng. Rồi. Chút nữa thì chúng ta sẽ quay lại cái câu lệnh này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái bài học hôm nay một chút về cái việc mà ghét nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến cái câu lệnh để mà ghét. Rồi. Khi mà ghép truyện tranh này, chúng ta có mấy cái yếu tố như sau này. Ok. Thì khi mà ghép nhé. Đây. Mình sẽ chia sẻ cái Canva này. Đây nha. Ví dụ như là cái câu chuyện hôm trước ở đây. Đây là một câu chuyện hôm trước của học viên. Anh chị em khi mà làm ấy, anh chị em hãy gửi cái đường link này. Mình share nhé. Mình share Canva này, xong mình gửi cái đường link này. Đấy. Thấy chưa? Anyone with the link này can edit này. Xong mình copy cái link này. Đấy, xong gửi cho Huy. Đấy, thì Huy lúc đấy Huy có thể tham gia vào làm cùng với anh chị em. Anh chị em hướng như nào ấy thì Huy sẽ hướng dẫn Huy chỉ cho. Ví dụ đây là một cuốn truyện của một cái bạn của cái khóa trước. Đó, thì bạn ấy cũng có những cái vướng mà không biết làm nào để đóng đinh lên tường. Đây, anh chị em nhìn này, đinh Huy đóng này. Đấy, anh chị em thấy không? Đóng đinh đấy. Đấy, có cách hết. Đấy, mình xử lý. Nhưng mà cái việc đầu tiên khi mà mình ghép truyện tranh ấy, đó là làm cái bìa. Bước 1, đó làm cái bìa. Đúng không ạ? Đây này. Bước 1, thiết kế bìa truyện. Tên cuốn truyện to, rõ ràng, ngắn gọn, dưới 6 chữ và tên tác giả. Cộng với cả một cái gì ạ? Cộng với cả hình ảnh. Đấy. Cộng một cái hình ảnh đó gọi là đặc trưng của nhân vật chính cộng với cả cái bối cảnh. Đúng không ạ? Tức là chúng ta lấy một cái bối cảnh cộng với nhân vật chính và ghi cái tên tiêu đề nó thật to, rõ ràng. Đấy, và tên tác giả. Ok không ạ? Bước 1 là chúng ta làm cái bìa trước. Như vậy. Bước 2
Thì lúc đó là với câu chuyện ngắn ấy thì chúng ta vừa giới thiệu cái gì ạ, cái nhân vật, vừa giới thiệu cái bối cảnh, tức là chúng ta tập trung luôn vào gì ạ, vào trung cảnh hoặc cận cảnh. Đấy. Còn nếu mà câu chuyện dài hoặc chúng ta muốn câu chuyện nó dài hơn thì chúng ta bắt đầu từ là gì ạ, từ toàn cảnh, sau đến là trung cảnh, sau đến là cận cảnh. Ok không ạ? Đấy. Ví dụ như là cái câu chuyện hôm hôm qua Huy có chia sẻ, hôm trước có chia sẻ cho anh chị em ấy, đó là đây, ví dụ như câu chuyện này của Huy thì Huy chỉ có gì ạ, cái bìa Huy có mỗi cái nhân vật thôi, được chưa ạ? Rồi cận, đây là toàn cảnh này, đấy, toàn cảnh này, đấy. Sau đấy là gì ạ? Đấy là trung cảnh này, đó. Sau đó là đến gì ạ? Đến cận cảnh, đó. Sau đó là gì ạ? Sát hơn nữa là giới thiệu nhân vật, đó. Thì chúng ta sẽ giới thiệu là Long là một cậu bé rất nóng tính, thường xuyên nổi nóng mọi người. Đấy, và mình mô tả cũng như là thể hiện cái tính cách của cậu bé bực quá, điên hết cả đầu này. Đi hết đi, chết đi, đấy, kiểu kiểu vậy. Tức là gì ạ? Làm cho mọi người nhìn thấy là cậu là một cái người rất là khó chịu, bực bội. Đó. Đó, sau đó thì bắt đầu là gì ạ? Là nói câu chuyện giữa là gì ạ? Là bố với con. Đó, rồi nói chuyện với nhau. Đó. Được chưa ạ? Sau đóng cái đinh này. Cái đinh nó giờ ra đây rồi. Đấy. Được chưa? Đó. Nó đơn giản đấy thôi. Cùng ngày đầu tiên mình đóng 37 cái đinh rồi. Đúng là việc đóng đinh này giúp mình bớt nóng giận thật. Từ hôm nay tôi kiềm chế cơ. Đấy, thì ở đây là câu chuyện nó vẫn chưa hoàn thành. Đấy, mà là lúc mà làm, lúc mà học ấy thì mình vừa làm vừa hướng dẫn thì bạn ấy gọi là hoàn thành được một nửa, đến lúc mà kết thúc khóa học xong đâu là cũng lười, cũng không không làm luôn. Đó. Thì cái nguyên tắc tiếp theo. Đấy. À, tiếp theo khi mà cái nguyên tắc mà làm cuốn truyện ấy thì nó có mấy cái như sau. Thứ nhất là cái khung để mà dẫn chuyện thì nó là vuông, khung vuông hoặc chữ nhật, được chưa? Cái khung để mà thể hiện lời nói là có cái ngoặc thế này, được chưa? Còn cái khung mà thể hiện cái suy nghĩ thì nó có cái gì? Dấu bong bóng này, tròn 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 này. Đây là suy nghĩ ở trong đầu của mình, nó không phát ra miệng. Ok không ạ? Rồi. Cái tiếp theo nữa là chúng ta cần phải thống nhất về cái phong cách, thống nhất về phông chữ, thống nhất về màu chữ. Vì thấy rất nhiều anh chị em là gì ạ? Phông chữ mỗi một thằng một phông, rồi mỗi thằng màu chữ lại khác nhau. Nó rất là buồn cười. Đấy, nó rất là thiếu chuyên nghiệp. Cho nên là gì ạ? Chúng ta phải thống nhất về gì ạ? Về phông chữ này, về màu chữ này. Được chưa ạ? Và với truyện tranh ấy thì chúng ta thường là để chữ viết hoa. Tại sao? Chữ viết hoa thì nó dễ nhìn hơn. Nhá. Hầu hết trong các cuốn truyện tranh nó đều là chữ viết hoa hết. Ok không ạ? Rồi, thêm một cái yếu tố nữa anh chị em lưu ý này, đó là tất cả mọi người sẽ đọc những cái chữ của mình từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Cho nên nếu mà mình muốn đọc họ đọc cái câu này trước thì mình phải đặt nó lên trên và bên trái. Được chưa ạ? Mình muốn nó đặt cái câu này sau thì phải đặt nó xuống dưới và bên phải. Được chưa ạ? Nếu mà hai câu ngang nhau thì họ sẽ đọc bên trái trước. Được chưa ạ? Nếu mà hai cái hàng thẳng đứng như này thì họ sẽ đọc bên trên trước, bên dưới sau. Ngang nhau thì học đọc bên trái trước, bên phải sau. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên chúng ta sẽ ưu tiên là gì ạ? Là ở bên trên và ở bên trái đọc trước. Ok không ạ? Nhá. Rồi. Đấy. Ví dụ như là cái này, nếu như mà cái này ấy, mình đặt xuống dưới này này thì nó thành dở ngay, mặc dù nhìn trông nó cũng cũng đẹp nhưng mà gì ạ, người ta nói xong bắt đầu mới gì ạ, mới đọc đến đây thì nó không logic nữa, cho nên chúng ta đặt lên trên này. Ok không ạ? Sau đó này gì ạ, họ sẽ đọc đến cái đoạn lời thoại của bố này đấy, sau bắt đầu đến lại lời thoại của con này. Nếu như mà mình đặt cái lời thoại của con lên trên, tự nhiên mà tại sao con phải làm như vậy ạ, xong lúc đấy bắt đầu mới nghe thì bố nó thì nó sao ạ, nó không hợp lý. Ok không anh chị em? Đấy. Như vậy là chúng ta cần phải thống nhất kể cả cái màu chữ nha, cái màu nền này, này thì tốt nhất là chúng ta nên để màu trắng. Đấy ạ, nên để màu trắng nhá. Rồi, với cái trường hợp giống như là trường hợp của bạn bạn nãy là bạn gì mà có cái người ở bên trong bức tranh ấy mà
mình bị gọi là chưa xóa được ấy, thì nó cái cực kỳ đơn giản như này. Bây giờ rất đơn giản như này, bởi vì kiểu gì nhá, mình cũng phải ghép các nhân vật vào, đúng không? Huy nói ví dụ là Huy ghép cái con chó này vào trong cái ngôi nhà đấy, lấy ví dụ thôi nhé. Được chưa? Rồi, khi mà Huy xác định ghép cái con chó này vào ấy, Huy phải đặt đâu đó, thì một cái mẹo đó là gì ạ? Huy đặt che luôn cái người này đi, được không? Đặt che luôn người này đi, vậy là gì ạ? Vậy là mình chẳng cần phải xóa làm gì. Ok không ạ? Hiểu chỗ này không ạ? Mình chẳng cần phải xóa gì, mình đặt che đi thế là xong. Đây là một cái mẹo. Hoặc là mình đặt cái bong bóng chữ ấy. Cái bong bóng chữ thì mình lấy ở đâu? Mình vào phần element này, được chưa? Đấy. Xong mình chọn là gì ạ? Purple speed, đây này, purple speed này, được chưa? Đấy, nó ra rất nhiều này, được chưa? Ví dụ con chó hoa này mình đặt bên này thì làm sao ạ? Cái bong bóng chữ mình đặt luôn đây. Đấy. Cái bong bóng chữ mình đặt đúng vào cái chỗ mà gì ạ? Mà mình cần muốn muốn xóa này, được không? Hiểu chỗ này không? Hiểu 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 không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Ok không ạ? Rồi. Với con chó này nhá. Bây giờ mình đặt con chó này vào cái khu này nhá. Nó sẽ bị một cái tình trạng là nó không khớp. Đúng không ạ? Nó không khớp. Thế thì có mấy cách như, mấy cái như sau. Thứ nhất là gì ạ? Là mình điều chỉnh lại này. Ok không ạ? Nhá. Cho to này. Rồi, mình điều chỉnh lại này. Mình sẽ chỉnh lại cái màu của cái con chó này nhá. Mình vào phần adjust này. Đấy, mình để cái gì ạ? Template của cái hình cái con chó này này. Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì cái màu này. Cái màu nền này này là nó mang tính chất hơi đen tối. Đúng không ạ? Thế thì mình vào đây, mình có thể nhấn là auto adjust này. Đấy. Thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ mix với cả cái tòa nhà hơn. Đấy. Mình có thể chọn là foreground này. Foreground là cái phía trước này. Đấy, được chưa? Phía trước này. Ở đây là mình chọn cái rồi. Đây, chọn con chó này. Được chưa? Đấy, mình để cho nó tối đi. Cho nó tối đi một tí. Thì nó phù hợp với cả cái ánh sáng. Đấy, contrast nó tăng lên một tí thì nó sẽ có những cái đổ bóng. Đấy. Như vậy thì là sao ạ? Nhìn vào trong bức tranh ấy, trông nó hòa nhập vào cái bức tranh này. Bởi vì sao ạ? Ở đây là bức tranh là buổi gì ạ? Buổi tối đúng không ạ? Đó là bức tranh là buổi tối đúng không ạ? Đấy, thì cái con chó đấy nó sẽ ám cái màu u tối một tí. Đấy, nó phải có cái màu, nó phải hơi u tối một tí. Đấy, được không ạ? Nó không thể nào mà sáng tưng lên được như lúc đầu được, đúng chưa? Rồi, thêm một nữa là một cái bước nữa, đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta copy cái này lên, được chưa? Xong đó chỉnh sửa ảnh, chúng ta gì ạ? Đưa nó về hết cỡ. Đấy. Đấy. Được chưa? Đấy. Shadow luôn. Cho chúng ta nhấn Flip Vertical. Cho xuống đây. Được chưa? Cho Transparent xuống. Đúng không ạ? Đấy. Đấy. Như vậy là chúng ta đã thấy là gì ạ? Là ở đây là có gì ạ? Có cái bóng của con chó, đúng không? Có cái bóng của con chó, bởi vì là cái ánh sáng từ trên nó chiếu xuống, cái bóng nó dọc như này. Đấy, hoặc là chúng ta cũng có thể là xoay cái bóng của con chó nó đi một tí. Đấy, con chó nó có thể nó sẽ có cái bóng nó xoay đi một tí, bóng nó nghiêng một tí, được chưa? Đó. Đấy, anh chị em thấy chưa? Ok không ạ? Như vậy là cái đèn ở trong nhà nó hắt ra thì cái con chó nó có cái bóng như này. Được không ạ? Đấy. Thì nó sẽ phù hợp hơn
so với cả lúc đầu. Nếu như mà lúc đầu chúng ta đưa con chó này vào, được chưa? Chúng ta sẽ nhìn thấy nó gì ạ? Nó rất là khác đúng không ạ? Đúng không? Nó rất là nổi, và nó nổi quá thì nó lại gì ạ? Nó lại không hợp lý. Đó. Ok nhá. Mấy cái phần chỉnh sửa này Canva Pro mới có. Rồi. Đấy là cách để mà chúng ta căn chỉnh, chỉnh sửa, chúng ta thêm vào đây chữ, thêm vào đây các cái hình ảnh, các cái nhân vật của mình, và chúng ta bắt đầu mô tả cái nhân vật cũng như là cái câu chuyện của mình. Được chưa anh chị em? Ok không? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm đi ạ. Nếu mà ai mà có cái nhân vật rồi, ai có bối cảnh rồi thì gửi cho Huy, Huy sẽ gì ạ? Huy sẽ làm cùng với anh chị em. Mình upload tất cả lên trên Canva nhé. Upload trên Canva nhé. Sau đó mình gửi cái file Canva đấy cho Huy. Đấy, là Huy chỉ cần nhấn vào link thôi là Huy có thể là cùng sửa với anh chị em được. Có ai muốn Huy sửa cho không? Rồi. À, đúng rồi, bản Canva Pro thì có 150.000 dùng tẹt ga cả 10 năm, anh chị em cứ tự tin mà bỏ tiền ra mua đi. Rồi Canva nó vô cùng nhiều tính năng hay. Canva nó có cả AI trong đấy xóa chỉnh sửa các kiểu ngon vô cùng luôn, mà bây giờ mà không dùng Canva thì đến bao giờ mới dùng Canva nữa, trời ơi. Canva là Huy dùng nhiều nhất luôn trong các cái phần mềm. Lúc nào cũng dùng Canva rồi. Từ thiết kế banner, thiết kế giấy mời, thiết kế thư, thiết kế tất cả mọi thứ Huy dùng Canva hết. Photoshop thì chỉnh sửa khi nào chỉnh sửa chuyên sâu mới dùng Photoshop thôi. Chứ còn Canva nó đủ thứ. Rồi, bao nhiêu anh chị em trong Zoom chúng ta đã có Canva Pro rồi ạ. Rồi, những anh chị em khác thì sao? Ngồi đứng nhìn ở Thúy, Đỗ Thúy Quyên thì sao? Không làm à? Em đang làm đây ạ. Ờ, à, thế có ảnh chưa? Ra ảnh chưa? Dạ. Đã ra được cái nhân vật nào chưa? À, em đang làm nhân vật đây ạ. Em đang xong là để làm các tư thế của nhân vật ạ. Làm đi, xong rồi vướng cái nào hỏi nhé. Vâng ạ.
lần đầu dùng Canva. Canva nó dễ hơn cho Photoshop nhiều. Nếu như mà mình giỏi Photoshop rồi ấy, thì mình sang Canva mình còn sướng hơn nữa. Thực sự đấy, anh nghĩ cứ làm Canva nhé, mình có thể làm cả video. Làm Canva mình có thể làm làm PowerPoint, làm Canva, ví dụ Photoshop nhé, để mà mình làm một cái bìa sách chẳng hạn, nó mất rất nhiều thời gian. Nhưng thằng này nó có sẵn những cái như gọi là mockup rồi, vào chỉnh sửa 5 phút ra một đống. Từ khi mà dùng cái Canva là bây giờ anh bỏ Photoshop luôn. Thầy link, thầy sửa thì giúp em với nha. Ok. Em gửi đi. Em gửi vào Zoom nha thầy nhá. Em gửi Zalo ấy. Zalo à? Vâng. Không sử dụng được. Em đang làm dở dang nhưng mà thầy cứ sửa giúp em đã. Chưa được cấp quyền. Em để full access đi, em để cái can edit đi. Anyone can edit. Cái đấy là chỗ nào nhỉ? Em không biết đâu. Em chỉ biết là copy link thôi. Vừa mới hướng dẫn xong đấy. Trời ơi, không chịu nghe gì. Nãy vừa hướng dẫn xong, tức thì xong. Nhấn vào đây này, nhấn vào xe này. Thấy chưa? Vào chia sẻ đúng không? Đúng rồi, nhấn vào đây này. Anyone with link này. À, của em nó là tiếng Việt thì em lại không biết đâu. Vâng ạ, thì mình dịch sang tiếng Việt. Tức là gì ạ? Là ai có link cũng được. Có thể sửa. Đây là mình chọn này, có thể sửa đây này. Được chưa? Việt với tiếng Anh. Cái gì đâu. Đây nó có ba cái lựa chọn này. Lựa chọn cái dưới cùng này, có hình địa cầu đây này. Được chưa? Đấy. Xong đầu là gì ạ? Là có phần này, có thể xem, có thể comment, có thể sửa. Nhấn vào có thể sửa. Copy cái link vào. Được chưa? Bất cứ ai. Bất cứ ai có thể liên kết này. Vâng, thì mình tiếng Việt nó còn dễ gấp mấy lần đi. Tiếng Việt thì đọc tiếng Việt, mình phải hiểu tiếng Việt chứ đi. Vâng. Bảo tiếng Anh không hiểu đã đành, tiếng Việt cũng không hiểu. Rồi, rùa và thỏ. Ôi, cái câu chuyện này vẫn là câu chuyện từ khóa trước à? Nhưng mà em chuyển thể thành thơ thầy ạ. Ừ, thơ luôn. Vâng. Chuyện thơ hay nhỉ? Được. Vâng. Thú vị đấy. Em chuyển thể thành thơ nhưng em mới xong 2 chặng thôi, còn chặng 3 em chưa xong. Nhưng mà anh thích cái phong cách này đẹp này. Cái phong cách vẽ chuyện này rất là đẹp luôn này.
Đấy. Rồi. Ờ, nhưng mà cái phong cách này, phong cách này nó khác nhau này. Thì nó chưa được tôi phải sửa giúp em ấy. Không, mình phải sửa lại ngay cái bước đầu lên. Vâng. Nó đã khác nhau rồi. Chuyện ngày xưa, ngày xưa ở trong khu rừng thẳm, cây ngút ngàn xanh thắm, chim hót chẳng ngưng lời, hay quá. Rồi, dưới là gọi là giới thiệu bối cảnh đúng không? Đấy. Rồi. Có anh thỏ mải chơi lông trắng như màu nắng, hay khoe khoang đắc thắng, kênh kiệu cậy hơn người, hay quá. Giới thiệu nhân vật đấy. Gớm sao lông của anh lại xanh thế kia chứ, trông kỳ quá. Đấy, cả họ nhà tôi đều có lông màu xanh mà. Sao lại tách ra thành hai khung hình như vậy? Xong đầu là con thỏ nó nhìn sang bên phải, con chim lại ở bên trái, thì cuối cùng là con thỏ nó nhìn cái gì, có nhìn con chim đâu. Thì không quay được đầu nó sang. Tại sao không quay được đầu nó sang, nhấn flip này chuyển một phát là quay thôi. Ôi giời. Thế nó quay chưa? Vâng, quay rồi ạ. Quay chưa? Dễ không? Vâng, dễ. Nhấn vào flip này. Được chưa? Quay ngược này, quay xuôi này, quay sang trái này, quay sang phải này. Dễ không? Vâng. Trời ơi. Đến cái đoạn này ấy, thì mình phải làm cho con chim này nó to ra này. Con chim này nó vẫn bé thế. Con chim này con nó cố định à? Con chim đấy là nó ở trong nền. Con chim nó ở trong nền này. Mình không biết tách nền nó ra. Đâu con chim đâu? Chỉ có mỗi con thỏ riêng, còn con chim đấy thì nó ở trong nền. Nên là em mới lấy luôn cái con chim đấy để em làm cái nhân vật phụ thôi mà. Nó cũng không, nó chỉ là cái chi tiết. Ơi là dài. Xong cái nền như này. Không thì để em vẽ con chim khác cho chim vào đấy vậy. Thay sang đấy gì vậy? Vẽ con chim thì nó nhắc một cái vấn đề gì đâu. Sao lại không tự xóa nền này? Sao chim này nó không xóa nền này? Thế để vẽ con chim khác vậy? Ờ, thì vẽ con chim khác đi. Hình như là crop rồi thì không xóa được nền nữa. Không xóa được nền. Thế để chỗ đấy vẽ con khác thay thế vào đấy vậy. Mà cũng đâu cần gì khỏi xóa nền đâu. Đấy. Được chưa? Đấy, cho nó ở giữa này. Được chưa? Chim này hơi dị dạng. Còn đấy nó ở trong cái nền đấy. Đây này, cái con thỏ mà nó ngồi đây á. Cho nó nói chuyện luôn với cái con chim đằng trước nhỉ. Thì nó phải cho nó. Không khóa được cái lớp này.
lock này. Rồi. Đấy, thì cho nó nhỏ vào như này này, cho nó giống con chim này. Được chưa? Đúng không? Thì nó phù hợp hơn không? Đấy. Thêm vào nữa là chỉnh cái màu cái con thỏ này. Sao cho nó trông nó hơi hơi ám vàng một tí. Đấy. Thấy không? Bởi vì cái khung cảnh xung quanh nó đang màu vàng là chủ đạo, thì cái con thỏ nó phải hơi ám vàng một tí. Đấy. Thậm chí là mình có thể chỉnh sửa nó vàng nhiều vàng ít, thấy chưa? Đây nó đang xanh lét này, cho nó hơi ám vàng một tí. Đấy, không cần phải vàng quá, nó hơi ám vàng một tí là trông nó rất là, nó là mix với cả cái khung cảnh xung quanh. Vâng. Được chưa? Được ạ. Rồi. Tiếp tục này. Đấy. Tương tự như vậy là cái con thỏ này này. Nhá. Cái chỗ này là chúng ta nhấn lock mà. Lock vào thì cái này nó mình không bị nhảy vào nền. Đó. Lock ở đâu đây thầy? Mình nhấn chuột phải này. Chuột phải. Nhấn chuột phải này, nhấn vào lock này. Được chưa? Chuột phải chọn lock và cái khóa đấy ạ. Khóa đấy. Vâng. Rồi, cái chỗ này thì mình cũng thế. Mình cũng chỉnh cái hình ảnh cái con thỏ này nó hơi ám vàng một tí này. Đấy, thấy chưa? Thì trông nó khớp luôn. Đấy, nó khớp với cả cái khung cảnh này luôn, giống như là nó ở trong sẵn cái khung cảnh này rồi, nó không hề ghép một tí nào. Nó không hề giả. Được chưa? Đấy. Rồi. Đấy, cái chú rùa như thế này. Đấy, con rùa như thế này. Đấy, con rùa này mình cũng chỉnh lại tí. Cho nó khớp với cả cái thằng này. Đó. Được chưa? Rồi. À, thậm chí nhá, chỗ này nhá, mình search cả shadow này. Shadow. Shadow. Bóng nữa này. Đây là bóng. Shadow đúng không? Đây. Đây nha. Chỗ này nó có những cái bóng này. Mình thêm cái bóng này vào bên dưới này. Thêm cái bóng vào dưới chân con thỏ này. Nhìn này. Đấy. Thấy không? Đây. Thêm cái bóng vào dưới cái chân con thỏ này. Đấy. Thêm vào dưới cái con rùa này. Đấy. Thì trông nó đổ bóng 3D và nó khớp với cả cái khung cảnh luôn và không thấy nó. Đây nha, mình bỏ ra này, thêm vào này, thấy chưa? Đấy. Vâng. Có sự khác biệt không? Vâng. Đấy. Nói dù một chút thế thôi nhưng mà nó sẽ làm cho cái nhân vật nó sẽ mix với các cái nền luôn và mình gần như là mình không phát hiện ra rằng là ảnh ghép luôn. Cái móng này hay thế. Đó. Rồi. Rồi. Tiếp tục lock cái thằng này vào trước. Đấy. Ở chỗ này này có con cá ở đây này. Để nó đi. Cái chỗ này. Cái chỗ này thì nên để cái đoạn mà con thỏ nó chạy. Không nên để cái hình này. Đây, để cái hình này thôi. Nhưng mà có mỗi hình con thỏ này lặp đi lặp lại. Không, em cũng có mấy thỏ đấy ạ. Đấy, có con thỏ này. Nhưng mà cái đoạn đấy là nó vẫn đang nói chuyện với nhau thì nó vẫn đứng thế, còn đâu thỏ. Nhưng mà tự nhiên sang cái này, nó tự nhiên nó lại bay này. Đó. Tại sao lại sang?
nó đang chạy đến để nó nói lên. Nó đang nói mà sao chạy mà nói được. Nó khi đến nó nói. Khi đến nó nói. Vâng. Mình để chạy nó. Đến thách thức rùa mà cái câu trước ấy, cái câu đoạn trước thách thức là... thì thách thức nhưng mà nó đang đứng như này tự nhiên nó phi vâng. Đến. Nó không hợp lý. Mình che con cá đi. Ừ. Vâng. Đấy. Che con cá đi ngồi sao nó hợp lý. Vâng. Con rùa này, con rùa kia là hai con rùa khác nhau nha. Mấy con khác nhau mà thấy chẳng giống. Mình phải chọn cái con là nó giống giống chứ. Xoay cái kinh như này. Ý em muốn là nó ngẩng cái cổ lên để nó hóng chuyện. Ngẩng cổ lên là hóng chuyện. Vâng. Đấy, thì mình lại copy cái bóng này này. Dán vào đây. Đây. Ừ. Vâng. Đấy. Thầy nhân tiện tí thầy hướng dẫn luôn cái cách tải ảnh ở trên Canva về sao của em không tải được. Ok. Tí như con về không à. Đấy ơi, đấy là cái gì đấy hả? Đấy, mình chỉnh lại cái bóng cho nó. Ngồi lại. Con này bên trên. Đấy. Cười. Ừ. Đó. Trông nó hợp lý hơn. Rồi, tiếp tục. Nè, cái chỗ đầu cá nó đang thở. Cái đoạn này thì mình lại phải làm nào để nó cái nền mình vẽ nhiều cái nền mà sao mình để mấy cái nền nó giống nhau thế? Và tại vì là ý em là cái đoạn này nó vẫn đang nói chuyện chưa xong, tí nó mới đi tiếp nội dung, nó vẫn đang nói ở đây. Không, mình nói chuyện thì vẫn phải thay đổi cái nền. Không để cái nền nó gọi là như nào nhỉ? Nó đơn điệu như này. Để thay đổi cái nền đi. Mình nhiều nền này cơ mà. Cái nền này vẽ dễ mà. Sao lại... Đấy đấy. Thêm một cái nữa là như này này. Đó là gì ạ? Là mình phóng to cái nền nó ra. Và cho cái người nó to ra. Đấy. Đoạn này ấy, là cái đoạn mà rùa khoan thai bước thì mình zoom nó vào, nó chỉ có con rùa thôi, không con thỏ nữa, thỏ làm gì đâu, đúng không? Đấy, cái đoạn này nhá thì mình phóng to cái nền đấy ra nào. Phóng ở đâu đấy hả thầy? Đấy, mình nháy đúc vào, mình nháy đúc vào cái nền này. À, nháy đúc vào ạ. Đúng rồi, đúng chưa? Đấy, rùa mình phóng to ra. Ui. Đấy, lóc nó vào. Vẫn là cái ảnh nền đấy thôi, mình không cần phải dùng cái ảnh khác. Đúng chưa? Vâng, vâng. Ui, trời, lóc.
Đấy, đấy là mình phóng to cái hình con rùa này. Đấy. Thì nó gì ạ? Nhìn này, vẫn là cái khung cảnh đấy, vẫn là gốc cây đấy đúng không? Đấy, chỉ có điều là gì ạ? Nhìn nó khác không? Nhìn nó khác không? Nhìn hai cái ảnh nó khác không? Vâng. Đúng chưa? Đấy. Cái nhân vật con rùa vẽ lại nha, không dùng cái nhân vật con rùa này nha. Bỏ con rùa này đi. Con rùa này không hợp lý. Được chưa? Vẽ con rùa giống con rùa này này. Được chưa? Ít nhất là con rùa nó phải mắt to như này. Mình mô tả nó phải thống nhất, mô tả nó chả thống nhất gì cả. Con rùa này mình có thể tạo ra được hàng trăm hàng nghìn con rùa như này. Đấy, chỗ này thì mình cũng thế, mình phải chỉnh lại cái nhân, chỉnh lại cái màu của con rùa này để cho nó khớp với cả cái hình ảnh này. Đấy. Hoặc là để auto này. Đó. Auto thì chưa đẹp lắm. Mình nhìn xem cái ảnh con nào nó hợp nhất nha. Đấy, rồi như ấy là mình thêm cái bóng của nó vào. Thêm cái bóng nó vào. Đảo ngược nó lại. Đấy, sau đó là vào đây điều chỉnh. Đấy, chọn là shadow này. Đấy, brightness này. Contrast này. Đấy, highlight này. Đấy. Ngoài đấy, được chưa? Được chưa? Không để mờ nó đi này. Đấy. Mình thậm chí mình còn để nó gì ạ? Pơ đi này. Đấy. Đấy, cái bóng này nhìn nó mờ này. Đấy, cái bóng này nó mờ đi này. Thấy chưa? Đấy. Chỉnh nó lên này. Thấy không? Đấy, thấy chưa? Ok không? Rồi. Đó, thế thôi. Thì mình có thêm mấy cái tính năng đấy thôi. Đó, tương tự như vậy. Nó là chuyện tranh cho nên mình phải làm cái tranh nó đẹp và nó phải thay đổi cho người ta nhìn tranh, trẻ con nó nhìn tranh là chính. À, cho nên là đọc chữ thì nó đọc ít thôi. Ừ. Rồi nếu như mà em vẽ cái chuyện nó gọi là ở đây ấy, là nó không phải lời thoại mà nó lời dẫn. Lời dẫn thì em để lên trên này hoặc để xuống dưới này, để lên trên này, để xuống dưới này, nhưng để giữa nó chỉ là lời thoại thôi. À. Thứ hai là chỉ nếu mà với cái lời dẫn này thì em có thể cho lời dẫn nó dài hơn và cái tranh nó chỉ là tranh minh họa thôi, đó à. Tranh thì chỉ để minh họa thôi, còn lời dẫn nó dài, tức là em ghép 3-4 cái trang này vào là một thì nó hợp lý hơn là để những cái tranh mà hai bên đối thoại với nhau xong rồi là nó không có sự chuyển cảnh, nó không có cái góc nhìn thì nó rất là buồn cười. Khi mà em xem phim ấy thì bao giờ cũng thế, các cái nhân vật khi mà nói chuyện ấy là có khoảng 3 cái camera, một cái camera trực diện, một camera bên trái, một camera bên phải. Có bao camera bao giờ nó diện, nó trực diện, nó chiếu vào cái người nói như này. Đó. Và khi nó nói một câu ấy, nó bắt đầu cắt cảnh quay ra góc khác. Đấy. Xong quay góc khác thì có cái đoạn thì nó lại zoom sát vào mặt, có đoạn thì nó lại zoom ra ngoài. Đấy. Đó. Thì nó tạo ra cái sự thay đổi ở trong cái bộ phim. Thì trong cái chuyện tranh của mình thế, có những đoạn mình phải zoom sát mặt vào, có những đoạn thì lại ra toàn cảnh, có những đoạn lại người nhỏ xíu,
đúng không ạ? Đấy, thì nó mới ra được cái câu chuyện nó hay và cái hình ảnh nó mới đẹp hấp dẫn được nhá. Rồi đấy, thì tải ảnh với thầy hướng dẫn cái phần tải ảnh đi ạ. Đấy, tải ảnh gì đâu, mình share vào đây, nhấn vào share này, nhấn vào download này em. Đấy, download này, mình có thể download tất cả các hình ảnh này của mình về này. Được chưa? Hoặc là chọn cái trang nào đấy mình tải về này, xong nhấn đăng này. Được chưa? Chỗ này là mình chọn là file là MP4, à file JPEG này hoặc là PNG này. Đấy, file JPEG thì nó nhẹ này. Đúng không? Đó. Mình nhấn save download và mình nhấn save download, mình download về. Vâng, okay. Vâng, rồi ạ. Em cảm ơn thầy. Rồi. Rồi. Đấy nha. Vẽ thêm các nhân vật rùa, nhân vật rùa, lấy hình, lấy cái mẫu cái con rùa này xong vẽ tiếp. Em share cái màn hình vẽ của em xem nào. Xem vẽ con rùa xem. Phương xe cái phần vẽ của em đi. Tại vì nó bị trôi ảnh. Tìm lại con rùa nó đến cái đoạn mà em vẽ con rùa nó ăn cỏ thì nó lại không giống, hay cái đoạn con rùa ngủ nó lại bị biến thành cái con khác. Từ từ xem nào, tìm một đoạn mình vẽ. À, em vẽ cái nền nhá. Này anh nói này, cái vẽ cái nền nhá, em cũng phải cho mẫu vào nhá. Em vẽ cái nền mà em không đưa cái ảnh mẫu để mồi ấy, thì nó ra mỗi lần nó ra cái nền khác nhau đúng không? Vâng. Vẽ nền cũng phải cho mẫu vào nhá. Ví dụ mình đã có một cái mẫu, một cái rừng rất là đẹp rồi thì mình đưa cái đấy vào làm mẫu để nó gì ạ? Để nó vẽ cái người khác. Đấy, con rùa này, con rùa này em không hề đưa cái mẫu vào, hỏi sao mà mỗi lần ra con rùa khác nhau. Dạy rồi mà không chịu lắng nghe, không chịu học gì cả. Anh biết ngay mà, hỏi sao mỗi lần ra con rùa nó lại khác nhau, phải đưa mẫu vào chứ. Trời ơi, nên làm sao mà thống nhất được cái này. Xúc sau bảo ui thầy Vi dạy này xong cùng nhân vật này chán thế này, mang tiếng.
mà rõ ràng là học sinh là ngoan, gương mẫu, gọi là học sinh ngoan. Học sinh chậm tiếp thầy ơi. Không phải chậm hay nhanh mà bây giờ phải làm theo hướng dẫn. Không chịu làm trong đầu chậm hay nhanh gì ở đây. Không có mẫu thì sao, mỗi lần nó ra con khác nhau nó đúng rồi còn gì nữa. Vẽ thì nhiều thế này tốn tài nguyên, tốn tiền, tốn thời gian. Nhiều thế này, trời ơi. Nhiều thế này đến lúc đưa vào đưa đúng mấy con khoảng. Tại vì nó cứ bị khác thì lại đây cái con này, con lúc đầu đấy thế. Đấy, bây giờ là em lấy con đấy cộng với cả đúng cái mô tả đấy. Được chưa? Chỉ có thay đổi là gì ạ? Là cái trạng thái cảm xúc của nó thôi. Chưa? Rồi, xếp nó vào gửi cho anh đi. Vâng. Em gửi rồi ạ. Rồi gửi câu lệnh nữa. Gửi câu lệnh nữa. Em gửi thầy cả con thỏ nhé thầy nhá. Ừ. Rồi tắt cái xe đi nhá. Vâng. Em gửi thầy cả con thỏ luôn nhé. Rồi, đây này bạn gì ơi? Tuấn Tuấn này, con chó này nó đi rồi này. Nó đang chạy nhảy đây này, thấy chưa? Đấy. Đó. Đấy. Nó để full body là con chó nó chạy nhảy đây này. Thấy không ạ? Nó không ngồi, nó không nằm nữa. Nó chạy nhảy đây này, được rồi. Nó mình chọn con nào mà nó giống cái con mà mình mong muốn. Ví dụ như là con này này. Nó giống với cả cái con mẫu này. Đấy, ví dụ như là con mẫu này nó mắt to này, đầu tròn này. Thì cái con này thì nó giống cái con nào? Đấy, giống con này này. Hoặc là con này này. Ok không? Ừ. Okay, rồi, ở đây nha, chúng ta cũng tải tệp lên này. Tải con rùa lên này. Nhấn enter này. Được chưa? Đấy, xong rồi chúng ta ấy vào đây này. Ở đây á là con rùa đang nhìn thẳng ống kính. Bây giờ mình phải làm nào để cho nó không nhìn vào ống kính nữa? Thì mình chọn là gì ạ? Profile off. Tức là gì ạ? Profile là cái mặt mà nó off, tức là gì ạ? Nó không nhìn vào ống kính nữa. Đấy, cái thứ hai nữa là gì ạ? Side left. Tức là gì ạ? Nó nhìn sang bên trái. Side left nó quay sang bên trái. Đấy, được chưa ạ? Ừ. Climping cartoon creator behind là cái gì? Cứ đưa vào những cái từ khóa là gây nó không hiểu. Climping là cái gì? Climping cartoon là cái gì? Sao lại đưa vào từ clipping render? Thế là nó đang bò thế ạ, nó đang bò ấy. Đang bò, bò đâu phải là clip. Clip tức là clip tức là trèo, leo trèo. Rùa. Leo trèo gì đấy ạ? Realistic and super detail. Rendering style sheet nó là cái nghĩa gì? Super detail đến đây là phải là rồi. Nhưng cái rendering style sheet này có nghĩa gì? Chả có, chẳng đưa vào, chẳng hiểu mình đưa vào cái gì. Fusion low. Q
Q0 cell total. Cái cell này là cái gì? Xong cái từ Q này là gì? Đấy là em cần con rùa dễ thương. Đấy là do em dùng Google nó dịch thì nó thế, xong em copy sang thì em cũng không biết nó là cái gì. Từ Q này là gì? Dễ thương hay là gì? Ngộ nghĩnh gì? Q là từ C chứ, làm gì có ai từ K. K nó không có nghĩa, không dịch được. Mình tự thêm vào đúng không? Từ Q này nó, đây là từ Q là từ C, từ K này là gì ạ? Là không có nghĩa. Mình tự thêm vào đi Google nào nó dịch. Thải tiện lại còn nói dối. Dạ. Cell này nó là cái, là cái vỏ sò, vỏ sò đấy, kêu đấy, cái vỏ bọc, vỏ bọc. Cái mai rùa nó là cái khác đấy. Mai rùa nó là total cell. Không, 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 không. Đấy, cái mai rùa này mình muốn nói là cái mai rùa này này cho cái cell mà này. Đây là mình bợ bịa vào những sinh hoàn thế muốn ăn đỏ. Rồi. Cô vẽ gì đấy? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đây. Nào, vứt thùng rác để đây. À quên mất, cái này là mình chưa có đưa cái hình ảnh con rùa vào. Kéo con rùa xuống đây đã. Đấy. Ở đây là cái con rùa này. Đi ra đóng cửa vào cho bố nhanh lên. Đấy. Thì cái này là gì ạ? Big Eye. Cái gọi là đặc điểm của nó ấy. Đấy là con rùa này mắt rất là to, màu vàng, mắt to, đấy là cái đặc điểm của con rùa. Đấy. Mất màn hình rồi thầy. Thầy mất tiếng rồi. Ờ thì đợi một tí thôi, nó đang chạy chưa xong. Gửi con thỏ thì mình phải gửi cả cái câu chữ từ ngữ để tạo ra con thỏ, thì gửi mỗi con thỏ không thì đánh đố với nhau. Muốn ăn chửi lắm rồi đây. Chủ tịch câu lạc bộ văn học Ngô Quyền. Rồi. Những anh chị em khác làm đến đâu mình gửi ảnh lên đấy nha. Gửi ảnh lên nhóm để Huy sửa nha. Sao lại làm con thỏ mà lại đang swimming thế này, trời ơi. Đấy, con thỏ nó bình thường trước đi em, xong bắt đầu mình mới đưa vào hành động vào chứ. Chưa gì đã dùng cái con thỏ swimming này để mà mình làm mẫu thì cái ảnh nào nó cũng swimming hết thì sao? Đầu tiên ấy là mình tạo ra cái nhân vật ấy, nó chưa có cái hành động gì cả. Nó chưa có cảm xúc gì cả. Để bình thường đi. Ok không ạ? Sau đó thì bắt đầu mình đưa thêm cái hành động, đưa cảm xúc vào. Thì
thì mới lấy cái nhân vật đấy làm mẫu. Bây giờ bùng phát đây là cái con thỏ nó đã đang tung tăng ở dưới nước rồi thì nó là thế. Rồi thêm vào nữa là gì ạ, cái con thỏ này với con rùa ấy chẳng liên quan đến với nhau. Một con thì cartoon character realistic super detail, cái con bên dưới này này animation character đấy, xong rồi là gì ạ, in the style of realistic hyper detail rendering IMAX. Sao lại hai con cùng một câu chuyện mà lại vẽ phong cách khác nhau thế, thì làm sao mà nó khớp với nhau được? Hôm qua không học à? Học đây là khóa thứ hai rồi nhá. Khóa này là học lại nhá, không phải là khóa đầu đúng không? Đúng không à Phương? Học thế này cho lúc sau ra chuyện người ta bảo là úi dồi ôi, tưởng thế nào ông Huy ông dạy thế này, thôi tôi chả học. Chán. Giảng dạy xong cũng không làm theo, buồn hết cả người. Đây nó ra mấy con rùa này cũng đẹp này. Con rùa nó ngẩng cổ lên nó nói chuyện, nó phải thế này chứ, cho nó nghiêng đúng không? Đấy, ngẩng cổ lên nói chuyện này này, thấy cái con rùa này ngẩng cổ nói chuyện yêu không? Đây con rùa số 4 này. Đấy, có phải là ngẩng cổ lên nó nói chuyện không? Đấy đúng không? Nhìn này, này nhìn trông ngoài chất không? Lấy con này là mẫu luôn này, đẹp luôn này, trời ơi. Đấy, profile of, nhìn sang bên trái, look to the left và side left. Anh chị em thấy không ạ? Nó không nhìn thẳng nữa, nó không nhìn thẳng cái ống kính nữa. Được chưa? Mà nó gì ạ? Nó nhìn sang bên trái. Anh chị em thấy ok không ạ? Đấy. Đấy, trông con rùa nó trông nó gọi là nó có cá tính như này, nó có lực lưỡng như này. Đấy, đâu đấy ngon đẹp như này. Đấy chứ ạ, lấy con này làm mẫu tạo ra con khác hay hơn nhiều, hay hơn con rùa nãy nhiều. Rồi cái chỗ này á là cái con thỏ ấy, thích chít han, trời ơi là trời, trời là trời. Ôi vẽ con rùa khác cho nhanh, làm lại đi em, làm lại cho nó quen nhá. Con rùa con thỏ làm lại hết rồi. Cái thứ hai nữa là gì ạ, là cảnh làm lại hết, bỏ hết cái cũ đi, làm cái mới nhanh hơn nhiều. Đây nha, con rùa này nha, mình sẽ kéo con rùa này xuống dưới này. Đấy. Xong bắt đầu là gì ạ? Copy cái con rùa này. Được chưa? Đấy, xong bây giờ bắt đầu mình mới đưa vào đây này. Đó là running. Đấy, con rùa đang chạy. Đó. Rồi. Rồi, con rùa chỗ này nó đang là gì ạ? À, đang cười, smile. Đấy, nhưng mà bỏ cái profile off đi, side left đi. Đấy, được chưa? Xong rồi lúc mà vẽ con thỏ ấy, lấy nguyên si như này, chỉ thay đổi mỗi con rùa thành con thỏ thôi. Đấy nha, copy toàn bộ cái câu này. Được chưa? Đưa xuống đây. Được chưa? Thay vì là turtle thì là rabbit. Được chưa? Yeah.
Hay thì total thì mình cho vào đấy là rabbit. Đấy, còn tất cả mọi thứ là giữ nguyên. Bỏ cái smiling này đi. Được chưa? Nguyên si như này. Đó. Đó. Đó, đợi tí cho nó chạy. Chỉ thay mỗi con thỏ, à cho thay mỗi tên con rùa thành tên con thỏ thôi. À, con rùa, con thỏ màu trắng, nhầm. Con thỏ màu trắng, nhầm. Q yellow rabbit rồi, nhầm cái đoạn này. Đấy, mình sẽ phải nó là gì ạ? Y zero, y rabbit, đúng không? Q y rabbit, cartoon cartoon character, y background. Đấy. Nếu với những cái con thỏ mà màu trắng này này, thì mình để y background sợ nhiều khi nó dính ấy, mình để là black background. Nền đen sau tách nền nó dễ, thỏ màu trắng nền màu trắng tách nền không nổi, được chưa? Rồi anh chị em khác thì sao ạ? Mình làm đến đâu rồi mọi người ơi? Chị vừa nghe cái chương trình vừa nghe cái chương trình Life Good trong lúc mà thầy đang giảng, tranh thủ nghe ở ở cái đường Zoom kia. Thế sao chị? Cũng thấy thú vị. Thầy Phương Xuyên, Phương Xuyên vào rồi hả? Phương Xuyên là thầy viên. Dạ em cứ tưởng cứ nhập để hình ảnh vô để làm móc cho cái con AI nó chạy thì nó sẽ ra hình ảnh có trang phục nhân vật tương tự, nhưng mà không, nó của em của em nó cho thường cho ra ảnh nhân vật của em là một cái ảnh gốc á, của em là nhân vật mã áo sơ mi. Em xem màn hình đi, em xem màn hình, em xem màn hình đi rồi nói được không? Được rồi. Lúc nãy anh chữa cho chị Phương Xuyên thì em có xem không? Dạ em có ạ. Rồi em xem cái phần mà vẽ của em ấy. Có một anh định xem cái phần vẽ. Cái phần vẽ đâu? Đây. Cái phần vẽ đâu? Cái phần mà vẽ hình ấy ở Discord ấy. Cái thanh công cụ nó đây. Rồi. Dạ đây anh. Của em lấy cái hình ảnh của bên nhân vật bên này nè. Của nhân vật bên nhân vật này. Cho nên lấy cái hình. Đây ạ. Rồi. Là của nhân vật này em ghép ảnh cho em đặt để rồi thêm đoạn mô tả cho nhân vật nó cử động, nhưng mà nó không ra, nó chỉ ra được cái nhân vật cũng khá lỗi. Từ từ đã nha. Thứ nhất là em phải xem cái câu lệnh của cái em tạo ra cái nhân vật đấy là nó là như nào. Dạ câu lệnh nó như này ạ. Không phải, em xem lại đúng cái câu lệnh tạo ra cái hình ảnh kia. Cái hình ảnh, cái câu lệnh mà tạo ra cái hình ảnh ban đầu á. Dạ, hình ảnh có lệnh hình ảnh ban đầu. Hình ảnh ban đầu đây ạ. Rồi, copy cái đấy gửi cho anh. Rồi. Không phải đây, cái này là em đã lấy một hình ảnh nào khác để em làm mẫu, nó phải lấy hình ảnh này đâu. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Copy cái đấy, copy cái câu lệnh đấy gửi cho anh. Câu lệnh lúc ban đầu hay là câu lệnh? Câu lệnh ban đầu á. Câu lệnh này à? Đúng rồi. Đây câu lệnh ban đầu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Câu lệnh đấy là để tạo ra cái nhân vật mà em đang làm mẫu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Dạ không. Cái này là trang phục của nhân vật luôn mà. Còn trang em xin lỗi ạ. Còn trang câu lệnh ban ngay ban đầu là của
đây à? Không, cái câu mà tạo ra cái hình ảnh mẫu ấy. Hình ảnh mẫu là của bên này à? Của bên này là bên nào? Dạ, là câu lệnh này à? Đâu phải đâu, câu lệnh này đâu ra cái hình ảnh đấy đâu. Câu lệnh bên dưới này là tạo ra khuôn mặt của nhân vật. Còn câu lệnh trên này là tạo không. Ra trang phục nhân vật luôn. Không. Cái câu lệnh để em tạo ra cái hình ảnh để em đăng lấy làm mẫu ấy. Lúc nãy anh chữa sao ạ? Lúc nãy anh chữa cho chị Phương Xuyên là em không có để ý, em không xem gì hết. Như là lúc đó là em đang nhìn lại cái ảnh của em. Thì mình xem chữa cho một người thì mình phải để ý chứ. Mình vừa làm mình phải vừa để ý chứ. Thực ra mình vẽ này mình vẫn có thời gian để mình để ý mà. Mình vẫn nghe được mà. Trời ơi. Cái câu lệnh để em tạo ra cái hình nhân vật mẫu đâu? Như một mẫu của em lấy rồi, cái này là câu lệnh đây nè. Không đúng. Còn câu lệnh nhân vật mẫu gốc của anh đầu của em là như là câu lệnh này à. Thì nhưng mà em có lấy cái ảnh này làm mẫu đâu. Dạ tại em lấy ảnh rồi xong rồi thêm câu lệnh, thêm lệnh mô tả, thêm lệnh mô tả vào cho nên nó cho nên không có câu lệnh hoàn chỉnh nè anh. Đây từ từ nha. Rồi bây giờ nhỉ, anh hướng dẫn, anh không hề hướng dẫn em làm như này. Đây là em tự nghĩ ra đúng không? Anh không hề hướng dẫn em làm như này. Em tự nghĩ ra cách làm của em chứ anh không hề hướng dẫn làm như này. Đúng hay rất đúng? Dạ đúng ạ. Thì em tự nghĩ ra cách làm như này, cách làm này nó không đúng, nó sai. Cho nên là em không thể nào thống nhất được nhân vật. Bởi vì cái câu lệnh của em ấy nó không phải là câu lệnh tạo ra cái nhân vật này, mà cái nhân vật này ấy, nó tạo ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Em lấy cái bên trên xong rồi em bỏ đi tất cả cái đấy, xong rồi em lại tạo ra cái thứ khác. Cái anh hướng dẫn rất đơn giản này, em nhìn cái cách lúc đấy anh hướng dẫn chị Phương Xuyên ấy, đó là gì ạ? Dùng một cái câu lệnh để tạo ra cái nhân vật đó, nhưng mà mình phải mô tả rất kỹ cái nhân vật đó. Sau khi ra được cái nhân vật rồi thì mình copy cái ảnh cộng với cả cái câu lệnh nguyên si ban đầu đó. Rất em xóa hết, em bỏ hết những cái của em đi. Em làm theo đúng cái của anh thì nó sẽ ra đúng cái kết quả. Mà em không làm theo cái của anh chịu, anh không giúp được em. Em làm thế này không bao giờ nó thống nhất được luôn. Dạ. Yeah. Nhìn cái cách anh vẽ cái nhân vật đây này. Đây nha. Đây này. Đây nha. Ở đây nha. Là lúc đấy quên không đưa cái gì ạ, không đưa cái ảnh mẫu vào. Thì sao ạ? Lấy cái câu lệnh này nhá, nhìn này. Anh chị em nhìn thật kỹ, nghe thật kỹ cho Huy. Huy hướng dẫn là Huy đã phải trải qua rất nhiều lần vẽ tranh và thử và sai rồi. Anh chị em không cần phải thử sai nữa. Còn nếu anh chị em tiếp tục thử sai thì thôi, mình cứ thử và cứ sai đi, được không ạ? Thì còn nếu mà anh chị em đã nghe Huy hướng dẫn thì vui lòng nghe thật đúng thật kỹ cho Huy. Chứ đừng như bạn Phương Xuyên là coi như là học đến khóa này là khóa thứ hai rồi mà vẫn làm sai. Bởi vì sao ạ? Bởi vì không làm đúng hướng dẫn. Hướng dẫn cực kỳ đơn giản, làm đúng theo hướng dẫn kết quả nó có. Nhất là gì ạ? Vẽ cái nhân vật, mình phải mô tả cái nhân vật đó. À, đầu tiên là gì ạ? Q yellow turtle. Vẽ hình con vật là dễ hơn rất nhiều so với vẽ người. Vẽ người ấy, thì nó có những cái đặc điểm nó rất là gì ạ? Khó. Nhưng vẽ con vật nó dễ hơn rất nhiều, được chưa? Thì bây giờ mình nói đơn giản là một cái con rùa màu vàng, mình không cần phải mô tả gì thêm, được chưa? Cái câu này gần như không mô tả gì thêm. Nhưng nếu mà vẽ người thì chúng ta phải mô tả ra cái người đó là bao nhiêu tuổi, là đàn ông hay đàn bà, là gì ạ? Là cái phong cách của họ là như thế nào, tóc màu gì, mắt là sao sao. Họ là người châu Âu hay là người châu Á,
họ là người lực lưỡng hay là người gì, hay là người ốm hay gầy, cao hay thấp, nhá, họ mặc quần áo như thế nào, họ là sinh viên hay là giáo sư hay là bác sĩ hay là học sinh hay là gì, nhân viên văn phòng, được chưa? Mình mô tả kỹ cái nhân vật đó ra, xong nó ra được một cái hình nhân vật, mình copy cái hình nhân vật đó cộng với cả toàn bộ cái phần mô tả đưa vào, chỉ thay đổi một chút xíu cái từ khóa đó là gì ạ, là đi lại chảy nhảy khóc cười thôi, thay đổi đúng một từ khóa ở trong cả cái đoạn đấy thôi. Đến đường này mình bỏ mẹ hết cái cũ đi, xong đầu mình gì ạ, mình thêm cái từ khóa vào thì rõ ràng nó không được, đúng không ạ? Đây như mình nói này nhá, và với một cái câu lệnh như này, được chưa? Đấy, cộng với cả cái gì ạ, cái hình nhân vật ở đây, được chưa? Nó ra được cái nhân vật ở đây đó, thì bắt đầu chúng ta mới gì ạ, mới sử dụng. Đây anh chị em nhìn này, đây là cái ảnh mẫu của Huy, được chưa? Thì anh chị em nhìn này, thì ra cái gì ạ, cái con tiếp theo thì nó cũng gì ạ, nó cũng gần giống, ít nhất là anh chị em nhìn cái mắt của nó, nhìn cái mắt của nó rất là giống, được chưa? Nhìn cái mắt của nó rất là giống đó. Đó, thì nó rất là giống với con này, cái mắt của con này, này. Thấy không ạ? Đấy. Còn đây là mấy cái ảnh là gì ạ? Lấy của cái con cũ. Đấy, con cũ là cái con này. Con cũ là con này. Con mới là con này. Được chưa? Đấy. Thế là gì ạ? Là khi mà dùng cái con cũ thì nó ra cái hình ảnh này. Đấy. Còn đây là con mới này, anh chị em thấy không ạ? Đấy, con mới này thì nhìn thấy con rùa trông nó gì ạ, trông nó sinh động hơn, nó vẫn đáng yêu, nó vẫn màu vàng, mắt to, trông cũng rất là gì ạ, kháu khỉnh. Nhưng mà anh chị em nhìn ấy, những cái tư thế của nó trông là sao ạ, rất là có một cái tính cách nhất định, đúng không ạ? Và tất cả những con rùa này chúng ta đều có thể dùng được, đều có thể dùng được để đưa vào cuốn truyện của mình, cả bốn cái con này, được chưa ạ? Đấy, và mấy con này nó bị lỗi thì không nói, thì mấy con này cũng hoàn toàn có thể đưa vào được, đúng không? Cái con này nó có răng, hai cái răng này, đấy, thì có thể nó không phù hợp, cái này nó, đấy, thì bốn con này là dùng được hết luôn. Thế có thể con này nó dùng nó lúc mà đang chạy, ở đây là mình đang gì ạ? Đang running, cái ảnh này là ảnh cái con rùa đang running, anh chị em ạ, nó đang chạy, đó, thì mình thể hiện đấy, con rùa nó rất là cá tính, rất là rõ ràng luôn. Ok không ạ? Cực kỳ đơn giản. Ở bên trên tạo ra một câu lệnh như nào, ở bên dưới dùng cái hình ảnh, mình chọn lấy một hình ảnh, một trong bốn con này, mình lấy một cái hình ảnh, lấy con số 4 này. Sau đó là gì ạ? Copy toàn bộ câu lệnh ở bên trên này, được chưa ạ? Dán xuống dưới, dán xuống dưới. Đây, dán xuống dưới. Chỉ có thay đổi đúng cái từ khóa, đây là từ khóa là smiling, từ khóa này là running, còn toàn bộ những cái khác giữ nguyên. Ok không ạ? Và chuyển sang con thỏ cũng vậy. Mình chỉ có mỗi đơn giản là gì ạ? Thay đổi con rùa thành con thỏ. Mỗi thế thôi. Thay vì là yellow turtle thì là white rabbit. Còn lại tất cả những thứ khác giữ nguyên. Được không ạ? Thì nó sẽ ra được cái hình dáng cái con thỏ như này. Sau đó mình thấy một con thỏ nào mình thấy ok, mình lại lấy con thỏ đấy làm mẫu. Nếu như mà cái này nó chưa ưng ý mình lại nhấn là gì ạ? Mình lại nhấn để cho nó tạo ra cái con khác. Ở đây mình lại nhấn là gì ạ? Nó tạo ra một cái ảnh khác. Được không ạ? Đấy. Như vậy là gì ạ? Là cách để chúng ta tạo ra cái nhân vật ban đầu. Nhưng từ cái nhân vật ban đầu đó, chúng ta tiếp tục nhân bản nó ra. Chúng ta phải gì ạ? Trung thành lấy tất cả những cái từ khóa, rồi những cái style. Đấy. Rồi khi mà chúng ta đã dùng cái style là cartoon character rồi, thì tất cả các cái nhân vật ở trong đó, kể cả con chim, con cá hay con gì cũng thế, thì chúng ta phải copy toàn bộ nguyên si cái chỗ này vào, toàn bộ cái phía sau này, được chưa? White background, rồi là realistic and super detail, copy nguyên si vào. Ở trên là mình sửa, ở trên mình sửa là con chim, con cá, con chim màu xanh, được chưa? Nhưng mà tất cả phía sau nó giống nhau. Rồi khi mà mình vẽ cái bối cảnh ấy, thì mình cũng copy nguyên si cái đoạn sau, từ cái đoạn cartoon character để copy nguyên si vào. Sau đó là mình mô tả một cái khu rừng sặc sỡ, nhiều sắc màu. Đấy,
nhiều chim luôn, nhiều thú đấy, thì mình copy cái đoạn đấy, sau đó mình gì ạ, mình tạo ra được một bức tranh background, sau đó làm sao ạ, sau đó mình lấy cái background đấy làm mẫu cộng với toàn bộ cái mô tả đấy gì ạ, đưa xuống dưới, chúng ta có thể tạo ra một loạt những cái background là gì ạ, thống nhất một cách là gì ạ, cực kỳ tuyệt vời luôn. Ok không anh chị em? Ok không ạ? Rồi, anh chị em nào mà nghe được ok thì comment là ok. Và đấy là lý do Huy nói này, anh chị em phải làm thì mới biết được là mình sai chỗ nào. Chứ còn ngồi nghe thầy làm ấy thì nghe xong thấy hay, ôi sao thầy làm dễ thế, em làm mãi nó không ra, bởi vì mình không làm. Khi mà mình làm, mình vào, mình mới vào, mình biết là mình sai. Còn nếu mình không làm thì không biết sai chỗ nào. Đúng không ạ? Cái này là lỗi không chịu nghe nhé, Phương Xuyên nhé. Cái lỗi này là lỗi không chịu nghe. Đấy. Đấy. Cho nên là anh chị em, nó dễ, nhưng mà mình phải làm đúng và làm nhiều. Đấy. Và Huy nói rồi, sai chỗ nào mình phải chụp ảnh, mình phải hỏi. Mình sai, mình không hỏi, xong mình cứ kêu là vướng, là kêu thế này thế kia, xong đầu mày mò, mất thời gian, vừa mất thời gian, xong lại lúc sau lại nản, lại chán. Được chưa? Khi mà anh chị em hỏi một phát, Huy biết ngay là có vấn đề gì ra, Huy bảo là gì ạ? Share màn hình đi, là y như rằng là đoán là vấn đề. Còn nếu như mà làm đúng, ví dụ như là trong cái câu chuyện này, vẽ câu chuyện này anh chị em bảo là không thống nhất được cái áo, cái quần, đúng không? Áo quần Huy thống nhất cực kỳ luôn. Đây, share cho anh chị em cái câu chuyện này. Đây. Đây. Đây là nhân vật là gì ạ? Nhân vật một cái anh thanh niên. Anh thanh niên mặc gì ạ? Mặc áo sơ mi với cà vạt, đeo kính, tóc ngắn. Đấy chưa? Trông gầy, thon cao. Đây, ảnh này, ảnh này. Rồi. Đấy, ảnh này, ảnh này. Đấy chưa? Thống nhất chưa? Đấy. Về quần áo thống nhất chưa? Đấy. Đấy, nhìn quần áo trông thống nhất chưa? Đấy. Đấy. Đấy chưa? Đeo ba lô vào rừng. Đấy. 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 Đúng chưa? Nhân vật như thế là ok rồi nè. Đó. Cái đoạn này nó cận cảnh, nó hơi u ám một tí thì nó sẽ hơi khác một chút. Đó. Cái phong cách nó hơi khác một chút. Đó. Đấy. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó rất là thống nhất về cái áo này, cái sắn tay này. Đấy. Rồi cái ba lô này. Đấy, anh chị em ạ. Áo sơ mi sắn tay với ba lô. Đó. Thấy chưa? Đó. Đấy, áo sơ mi sắn tay ba lô, có cái thì có cà vạt, có cái thì không, nhưng mà gì ạ? Dù sao thì nó cũng không quá quan trọng cái phần đấy, nhưng mà gì ạ? Vẫn là áo sơ mi, vẫn là ba lô. Đúng chưa? Đấy. Đó, kiểu kiểu như thế. Đó. Đúng không ạ? Đó. Rồi. Đấy. Được chưa? Ok, thì cái
cái Chrome của cái cậu thanh niên này thì bây giờ là mình mất rồi, tức là ở trong cái tài khoản trước, tài khoản cũ, cái tài khoản đấy nó bị mất rồi, nó không đăng nhập vào được nữa. Nhưng mà về cơ bản nó chỉ là gì ạ, là một anh thanh niên người Việt Nam đó, nhân viên văn phòng, mặc áo sơ mi đấy, cao gầy đấy, tóc đen, đeo kính đấy, phong cách là illustration, tức là phong cách là dạ là hình minh họa đấy, illustration style đó đấy, chỉ thế thôi đấy, một vài cái từ khóa như vậy thôi nhá. Sau đó thì bắt đầu mình thêm các từ khóa, ví dụ như là đeo ba lô, ví dụ chạy nhảy, nhìn sang bên trái, nhìn sang bên phải đó, nói chuyện rồi thế này thế kia, rồi suy nghĩ, rồi trầm mặc và các thứ, thì nó ra được rất nhiều các cái cảnh khác nhau đó. Và tất cả lấy một ảnh làm mẫu, lấy một cái ảnh làm mẫu nhá. Ok không ạ? Còn cái prompt ấy, thì chúng ta có rất nhiều cái prompt, và chúng ta để học tập thì để học cách vẽ thì chúng ta có rất nhiều cái prompt để chúng ta học cách vẽ. Đó, thì học cách vẽ thì chúng ta cách tốt nhất để chúng ta học vẽ thì chúng ta vào đây. À, vào Midjourney này. Nhá. Đấy, sau đó chúng ta vào showcase này. Để mà học vẽ thì chúng ta vào đây. Sau đó thì là chúng ta bấm vào cái câu lệnh này. Chúng ta copy câu lệnh này. Đấy. Sau đó là chúng ta gì ạ? Chúng ta vào đây, chúng ta dịch. Đó. Cảnh kịch tính năng động, da màu đồng, xấu xa, nhắm súng bắn laser với đèn flash sáng chói ở họng súng. Đấy, chiến đấu trong đô thị, cảnh thảm họa hủy diệt thành phố tương lai, sát thủ mặc giáp đánh bóng kim loại. Phong cách rùa cát. Đấy, kết xuất nhiếp ảnh chuyên nghiệp, siêu sắc nét. Đó. Được chưa? Thì cách để mà chúng ta học cái câu lệnh tốt nhất đó là chúng ta vào Midjourney này, xong rồi chúng ta copy câu lệnh vào, xong đó chúng ta gì ạ? Thử cái câu lệnh đấy. Đúng không ạ? Yeah. Nhá. Và để mà vẽ tranh tốt ấy, để mà vẽ truyện tranh tốt ấy thì đầu tiên mình phải là người vẽ được tranh đã. Đúng không ạ? Đầu tiên để mà vẽ truyện tranh tốt thì đầu tiên mình phải vẽ tranh đã, phải biết vẽ tranh đã. Và để biết vẽ tranh thì Huy có một cái cuốn sách đấy là gì ạ? Midjourney toàn tập. Đấy, và có một cái lớp dạy về vẽ tranh. Và riêng cái lớp vẽ truyện tranh ấy, thì Huy tặng luôn cho anh chị em cái khóa học về vẽ tranh. Ở trong cái đoạn ghim đầu ấy, ở đầu của cái lớp mà truyện tranh này, nó có một cái hai cái buổi học video Huy đã dạy cho mọi người vẽ tranh và các cái thông số, các tham số để mình làm chủ Midjourney. Đấy, thì anh chị em chúng ta được tặng một cái khóa học vẽ truyện tranh rồi, vẽ tranh rồi, thì chúng ta hãy tận dụng cái khóa học đó, được không ạ? Cộng với cả cái việc mà chúng ta thực hành, cộng với sự hướng dẫn cầm tay chỉ việc, thì chúng ta mới tạo ra được cái tác phẩm của mình. Thêm một cái điều nữa đó là sau khi mà chúng ta làm ấy, thì chúng ta vướng ở đâu ấy, thì chúng ta có quyền hỏi, được chưa? Cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải có sự quyết tâm, cần sự quyết tâm và chúng ta cần có một cái mục tiêu. Được nhỉ? Chúng ta cần có cái mục tiêu. Thế còn cái việc mà vẽ cái hình ảnh mà nhân vật xuyên suốt ấy, thì nó không khó. Huy hướng dẫn một chút, anh chị em làm được ngay. Ok không ạ? Nó không khó. Chỉ cần làm đúng theo cái hướng dẫn thôi. Ok không ạ? Đấy. Vướng chỗ nào mình hỏi chỗ đó. Được không? Quan trọng nhất là mình đã làm. Mình làm nhiều thì nó sẽ giỏi. Có thế thôi. Ok không ạ? Rồi, bây giờ anh chị em nào mà cần sửa nữa thì báo để Huy sửa. Rồi, còn chưa làm hoặc là không làm thì bây giờ chúng ta ngồi làm đi. Chúng ta làm đi. Và Huy sẽ cho anh chị em thêm 10 phút nữa để làm. Sau đó thì chúng ta sẽ báo cáo cái kết quả của mình. Dù là làm đến đâu hay là vướng đến đâu thì mình cũng báo cáo, đúng không ạ? Để Huy kiểm tra cũng như là Huy sửa cho anh chị em nhé.